tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết chỉ đạo các đội quản lý thị trường triển khai thực hiện. Kết quả trong quý 2 năm 2022 đã tạm giữ hơn 53 tấn đường cát nhập lậu và trên 20 tấn hàng hóa các loại, trong đó chủ yếu quần áo đã qua sử dụng, đồ kim khí, điện máy. Và gần đây nhất, vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2022, sau khi tiếp nhận nguồn tin từ cơ sở Nhân Mới, đội quản lý thị trường số 2 đã thực hiện kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 78C00208, phát hiện trên xe đang chở 04 tấn 80 bao đường cát do Thái Lan sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng trên không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Cùng thời điểm trên, đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với đội 2, phòng PC03 và phòng PC08 công an tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát số 35H-16.25 đang lưu hành theo hướng bắc nam, phát hiện trên xe đang vận chuyển 81 mặt hàng gồm củ sạc, pin điện thoại, dây nguồn, dù cầm tay, đá cắt các loại, mũi đục, mũi khoan, mũi khoét do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Tất cả số hàng trên đang được tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định. Từ những kết quả nêu trên cho thấy, từ sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát thì việc kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu trong thị trường nội địa đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là mặt hàng đường cát do Thái Lan sản xuất. Tính từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng, giá trị ước tính hàng hóa tịch thu trên 8 tỷ đồng, trong đó hàng đã tiêu hủy nhà chờ tiêu hủy trên 5 tỷ đồng, hàng bán xuân quỹ nhà nước trên 3 tỷ đồng.